Alo, con nghe ba ơi. Ừ, con ơi, cái quẹt ở nhà mình nó bị hư rồi. Con kiếm thử coi trên mạng cái nào ok, gửi cho ba nha. Nhớ tìm loại nào có bạc đạn nha con. Ủa, quẹt bạc đạn là gì ba? Để đó, anh chỉ cho, nhanh lắm. Nghe xong đậm bọng mới được quạt xịn cho ba liền. Xin chào mọi người. Nghĩa cá là có rất nhiều người đang ngồi trước màn hình cũng thắc mắc như là nhỏ em của Nghĩa. Đó là bạc thau và bạc đạn là cái gì? Nằm ở đâu trong một cái quạt và có liên quan gì đến tốc độ của quạt? Vậy thì mọi người hãy ở lại đây để Nghĩa giải thích cho mà nghe là biết liền gì. Bây giờ mình sẽ nói một cách đơn giản như thế này để cho các bạn dễ hiểu nha. Khi nhìn vào một cái quạt bất kỳ, bạn sẽ dễ dàng thấy cái cánh quạt đầu tiên đúng không? Cánh quạt này sẽ gắn vào một cái thanh hay còn gọi là cái trục. Và nguyên lý cơ bản là mình cần làm cho cái trục này quay là cánh quạt nó sẽ quay. Tiếp theo sẽ có một cụm động cơ gắn vào trục và cái trục này quay được là nhờ cụm động cơ này. Đây có thể coi là bộ phận chính giúp cho quạt hoạt động. Điểm nhanh lại một chút là từ đầu đến giờ mình có nhắc đến cánh quạt, trục quay, cụm động cơ. Và để giúp cho toàn bộ các thành phần này hoạt động ổn định, không bị lắc lư, rung lắc thì sẽ cần phải có thêm hai điểm cố định. Và hai điểm cố định đó là đây các bạn. Hai điểm này cũng nằm trên thanh trục này luôn. Và đây chính là vị trí dành cho bạc thau hoặc là bạc đạn. Vị trí gần cánh quạt thì mình tạm gọi là vị trí phía trước, còn lại thì mình gọi là vị trí phía sau ha. Trên tay Nghĩa, đây là cái cục gắn đằng sau quạt máy. Thì đây là nó khi chưa được tháo riêng ra nha. Nguyên cả cái cục này sẽ được gọi là động cơ. Bên trong sẽ có hai phần chính. Với khối vuông vuông này là stator và trục quay sẽ là rotor. Thì cái cách mà nó hoạt động cũng đơn giản thôi ha. Mình sẽ tóm tắt như thế này. Khi mình cắm điện cho cái máy quạt thì cái cục stator này sẽ tạo ra một cái lực cảm ứng điện từ. Lực này sẽ làm cho rotor quay. Khi rotor quay á thì cánh quạt gắn cho nó cũng quay theo. Thế là tạo ra gió mát. Từ nãy đến giờ để cho mọi người dễ hiểu cho nên là Nghĩa mới tách nó ra. Chứ đúng á, nó phải thành một khối như thế này nè. Nhưng khoan, mọi người nhìn đi. Nếu mà sơ sài như thế này thì sao? Nó sẽ dễ rớt ra. Lúc này mình cần cố định hai phần lại thành một bằng hai cái khung kim loại trước và sau như thế này. Thì đây nè mọi người, chỗ mà cái trục này tiếp xúc với hai cái lồng thì nó chính là bạc thau hoặc là bạc đạn đó. Đó là từ chuyên môn ha. Còn trong video ngày hôm nay á thì Nghĩa sẽ gọi tên đúng như công dụng của nó, là cái cục giúp cho cánh quạt khi quay được ổn định và không có bị rung lắc. Theo như kinh nghiệm của Nghĩa từ đó tới giờ thì Nghĩa chưa thấy có sự kết hợp giữa bạc thau và bạc đạn trong cùng một cái quạt máy. Nhưng nếu mà mọi người có thấy thì cứ để lại bình luận bên dưới để cho Nghĩa và các bạn khác có thể cùng tham khảo nha. Rồi, vấn đề bây giờ mới bắt đầu nè. Nếu như chỉ có một thôi thì quá dễ lựa. Nhưng nếu như đã có hai thì chắc chắn là các bạn phải có sự so sánh để chọn ra cái tốt nhất. Vậy thì bạc thau hay là bạc đạn đây? Cái nào sử dụng ngon hơn cho quạt máy nha các bạn? Để trả lời câu hỏi đó thì Nghĩa nghĩ là chúng ta phải nêu ra những ưu nhược điểm của tụi nó trước. Về chức năng thì tụi nó đều có tác dụng giống như nhau, đều là hỗ trợ cho cái quạt của mình nó quay được ổn định. Trong hai cái này á thì cái anh bạc thau là cái anh được ra đời trước lúc mà kinh tế còn khó khăn á, khi này nhu cầu của mọi người chỉ là muốn mua hàng rẻ thôi. Từ cái nhu cầu này á mà cục bạc thau mới được làm từ kim loại trộn với nhiều tạp chất nhằm giảm giá thành. Sau đó thì kinh tế phát triển hơn cho nên để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thì các hãng đã thay thế bạc thau thành bạc đạn. Giá thành của quạt bạc đạn á thì sẽ mắc hơn là quạt bạc thau, tại vì chất liệu xịn hơn, độ hoàn thiện cao hơn. Vậy thì cái sự nâng cấp hơn đó nó nằm ở khúc nào? Thì đây, mọi người nhìn anh bạc thau và cái anh bạc đạn nè, cấu tạo khác nhau hoàn toàn ha. Anh bạc thau nhìn ảnh thì giống cái viên bi sắt được quét hai đầu. Khi mà quạt quay thì cái cây ma sát với anh bạc thau sinh ra nhiệt. Cái nào mà cọ sát với nhau mà không nóng lên đúng không mọi người? Nhưng mà vì cái cây này và anh bạc thau đều làm từ kim loại cho nên là hai ông đều giãn nở ra khi nhiệt độ cao hết. Cái này kiến thức vật lý học rồi cho nên mọi người có thể tự nhớ nha. Một khi giãn nở như vậy thì sao đây? Thì hai ông này á sẽ khịch với nhau, kẹt cứng. Đó là chưa kể anh bạc thau khi mà đưa trục quay vào nó còn hở một tí nè mọi người. Thì lúc này bụi nè, tóc nè, lâu ngày chỗ nào hở thì nó cứ vậy mà chui và bám vào thôi. Thế là vừa bị giãn nở mà vừa có bụi tóc nhét vào kẻ hở nữa. Cho nên là cái cây này nó quay cực khổ lắm mọi người. Mà lâu ngày quá là nó đình công nó nghỉ quay luôn. Còn cái anh bạc đạn thì sao? Thì khi nâng cấp từ bạc thau lên bạc đạn á thì chắc chắn là người ta phải tính toán kỹ và rút kinh nghiệm rồi. Cho nên là bạc đạn có khả năng chịu nhiệt cực kỳ tốt. Cụ thể là bạc đạn được cho thêm nguyên cái vòng bi như thế này. Giữa mấy viên bi thì có khoảng trống. Khi giãn nở vẫn có khoảng trống nên không bị kẹt, giúp cho quạt hoạt động bình thường. Không dừng lại ở đó đâu, bên ngoài còn có thêm hai lớp nhựa đậy lại để ngăn tóc và bụi bám vào nữa. Đây là một trong những điểm cộng rất lớn khiến cho bạc đạn giá trị hơn anh bạc thau. Liên tưởng cho mọi người dễ hiểu đó là khi chúng ta may đồ á thì thường thường chúng ta may dư ra để khi mình ăn no thì không bị khó chịu.
nhưng mà vẫn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ là nhìn cái bộ đồ nó vẫn vừa vặn và tôn dáng mình. Thì anh bạc đạn cũng giống như vậy đó mọi người. Rồi quay trở lại với một điều mà lúc nãy mình có nói là khi gắn cái anh bạc thao này vào cái cây thì có một cái khoảng hở, cho nên là tóc bụi mới có cơ hội chui vô. Còn anh bạc đạn khi mà chúng ta đưa vào á là anh khít luôn, như là chúng ta thuộc về nhau vậy á, cho nên là không có tóc tai nào có thể chui vô được. Đây là một trong những lý do khiến cho cái anh này ảnh hơn anh bạc thao. Còn một điều nữa là thời hạn bảo dưỡng. Nói thật là bây giờ nhìn chung, đa phần mọi người khi mua quạt về thì chỉ quan tâm đến vấn đề là quạt có mát hay không, có giải quyết được cái vấn đề mình cần hay không, chứ ít ai để ý đến cái chuyện bảo dưỡng. Một phần là do mình không biết, còn một phần là nó phiền. Mở quạt ra, vệ sinh lau chùi vòng bên ngoài đã làm biến rồi, huống hồ chi là chúng ta phải bảo trì các chi tiết khuất tận bên trong như là cái cục này. Nhưng mà sẵn video này thì Nghĩa chia sẻ với tất cả mọi người luôn là cho dù mọi người đang xài quạt ở nhà có giá vài trăm ngàn đồng hay là cả triệu đồng đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải vệ sinh định kỳ bảo dưỡng nó, nếu không là nó hư thiệt á. Cái khúc này thì cái anh bạc đạn lại tiếp tục nhỉnh hơn anh bạc thau là vì thời hạn cần bảo dưỡng của anh lâu hơn. Nghĩa là khi mua quạt bạc thau về thì từ 6 tháng cho đến 1 năm là các bạn phải bảo dưỡng một lần. Còn khi mua quạt bạc đạn thì phải từ 2 cho đến 3 năm các bạn mới cần bảo dưỡng một lần. Nhờ vào cấu tạo khép kín và được làm bằng các chất liệu tốt, cho nên là khả năng hoạt động bền bỉ hơn nếu so với loại động cơ bạc thau. Nghe thì biết là anh nào khỏe hơn anh nào liền đúng không? Ok, sau khi mà mọi người nghe Nghĩa phân tích về những ưu nhược điểm của hai anh là anh bạc đạn và anh bạc thau thì nhiều người sẽ kiểu là biết cái anh bạc đạn này anh tốt dày dày dày, nhưng mà mua cái quạt có xài bạc đạn hay không á thì mình phải làm cách nào, không lẽ mình tháo ra? Câu trả lời, muốn biết chính xác 100% có phải là quạt xài bạc đạn hay không thì các bạn phải tháo ra. Nhưng mà nếu các bạn làm như vậy thì chắc chắn là tiệm sẽ đốt phong luôn các bạn. Vậy thì để cho các bạn biết thứ mình muốn mua chính xác là gì mà vẫn lịch sử địa lý thì Nghĩa có một mẹo nhỏ giúp cho các bạn phân biệt được đâu là quạt xài bạc đạn và đâu là quạt xài bạc thau, chúng ta không cần phải tháo động cơ. Mẹo này chính là mình sẽ lấy cái tay, mình nhúc nhích thử cánh quạt. Nếu mà nó có xê dịch một xíu thôi, mình hay còn gọi là cái độ rơ đó mọi người, thì nó cũng có khả năng cao ở trong này là xài bạc thau. Nãy giờ nếu mọi người để ý á, thì Nghĩa có đề cao anh bạc đạn hơn so với anh bạc thau, là tại vì anh tốt thiệt mọi người. Bây giờ muốn dìm anh cũng biết lý do gì để dìm được. Nhưng mà nếu như mọi người hỏi Nghĩa là nên xài quạt bạc đạn hay quạt bạc thau á, thì lúc này Nghĩa sẽ có những lời khuyên như sau. Đầu tiên, nói gì thì nói, quạt mà xài bạc thau vẫn rẻ hơn nhiều mọi người. Cho nên với những gia đình nào mà mua quạt máy về chúng ta ít dùng á thì chỉ cần một chiếc quạt xài bạc thau là đủ rồi. Tại vì có mấy khi mình dùng đâu, biết chừng nào nó mới hư. Với quan trọng á là nếu mình mua sản phẩm chất lượng thì chi tiết bạc thau cũng sẽ được làm từ chất liệu ổn áp, do đó mà cũng không thua kém quạt bạc đạn là bao. Còn đối với quạt bạc đạn á thì miễn bàn rồi, tại vì ảnh tốt, cho nên nếu nhà mọi người xài thường xuyên và muốn xài lâu bền á thì cứ mua cho chắc. Đương nhiên là mắc hơn, nhưng mà được cái là xài lâu hơn. Nghĩ đây cũng là một cách tiết kiệm rất hiệu quả đó. Và lời cuối cùng nhắn nhủ với tất cả mọi người đang xem video là cho dù mọi người đang xài quạt bạc đạn hay là quạt bạc thau thì chúng ta vẫn nên bảo dưỡng định kỳ, tại vì của bền tại người mà, cho nên là mọi người nhớ chú ý điểm này nha. Và khi muốn mua quạt máy thì mọi người hãy đến với các cửa hàng siêu thị điện máy uy tín để đảm bảo chất lượng. Video đến đây là hết và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Bye bye.